À, thầy Trung chào tất cả mọi người ha. Hôm nay thì sẽ xem hạn cho cái tuổi mẹo ha. Tuổi mẹo năm Giáp Thìn 2024 ha. À, thầy cũng nói nhỏ, nói cũng nhiều ha. Nhiều người thì không có xem ha. Thầy vừa làm xong cái tuổi dần. Rồi xong đó, thầy ơi, sao không thấy tuổi dần? Người thầy ơi, sao thầy làm tuổi Sửu đi, chúng ta phải lên trả chúng ta xem á, hoặc chúng ta phải đăng ký kênh của thầy rồi thì có nó lên trả nó báo chúng ta xem. Thầy mới vừa làm xong á, rồi cái lên hỏi thầy ơi sao làm cho tuổi đó đi. Đáng. Mỗi ngày chúng ta xem á, là thầy thông báo thì cái có tuổi hết á, 12 con giáp nó có hết, chúng ta bấm lên á, cái người nhiều người cũng làm phiền thầy lắm á. Mình làm lên thầy nói rồi, cái tuổi Tý Sửu thì mình bấm lên chẳng là có, thì nào không có đi rồi vô đây cái thầy ơi thầy làm tuổi đó đi, thầy là mới vừa xong luôn ví dụ như là cái tuổi Tý là cũng xong rồi, tuổi Sửu xong rồi, tuổi Dần thì hôm nay tuổi Mão ăn tuổi Mão thì đương nhiên là Mão chứ, thầy làm vừa vậy xong là hồi lúc có người xem đâu, cái clip cũ clip nào đâu thầy ơi, thầy hôm nay thầy làm cái tuổi 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 Mão cái nó chúng ta phải xem á, mà chúng ta đăng ký rồi có thông báo chứ. Còn với thầy nhiều người hỏi nhiều cái thầy nói cũng vô duyên lắm ha, cũng vô duyên lắm, đôi lúc cũng bực mình đó, nhưng mà thôi cũng phải trả lời, có lúc khi không là không nghe không trả lời nó vậy đó. Thì hôm nay thầy làm tuổi Mão, Mão xong tuổi Thìn tức là thầy làm rồi nè, cái đầu thầy qua lên là cái tuổi Tỵ thì tất cả đều có 12 tuổi hết ha, chứ không thể là thầy làm cái tuổi này mà không làm tuổi kia đó, thì chúng phải chờ ha, nhiều người chưa hết thầy ơi, làm tuổi Thân thì có hết á, trước sau gì cũng có đầy đủ hết. Rồi hôm nay thầy trở lại cái tuổi tuổi mẹo ha. Tuổi mẹo thì đương nhiên giùm người cái tuổi mẹo thì ta nói là cái năm tuổi mẹo, tuổi nào nó cũng có hết. Nhưng thầy ơi làm giống như thầy qua làm xong cái thầy ơi thầy làm cái tuổi Sửu năm 73 giùm người cái thầy tôi đã nó có hết ha. Tuổi Sửu là thầy nói rồi ha. Tất cả tuổi Sửu đều có năm cái ngũ hành thầy nói hết. Giống như là Ất Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, Kỷ Sửu nên nó có hết. Rồi hôm nay thầy nói giống như cái tuổi Mão này ha, thì nó có tuổi Mão là nó có hết ha. Đó, thì có thầy nói là tuổi Mão dòng Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quý Mão, năm cái ngũ hành Mão, năm con mèo kim mộc thủy hỏa thổ đều có hết. Đó, chúng ta phải nghe, còn nhầm người nghe cái lúc đầu mới vừa vô cái tuổi, ví dụ thầy nói tuổi Mão Ất Mão cái Mão, thầy ơi hôm nay tuổi Quý Mão chưa có, tại tuổi Tân Mão chưa có xem hết, nhảy vô cái đầu rồi không thấy cái tuổi Mão của mình nghe hô thấy đó cái là giỏi lời là đi giống như thầy nói vậy, làm xong rồi bị bắn vốn vậy ha. Hay muốn vốn thầy làm này nó có thứ tự, có thứ tự từ trên tuổi Mão nào cũng có hết, còn nói chung cái tuổi Mão thì nhầm người ta xem ở cái tuổi Mão năm đó vậy thôi, còn thầy tách ra cái này là thầy cũng hơi tỉ mỉ tách ra từng cái tuổi Mão mà từng tuổi nữa. Mão thì nó có nhiều cái Mão, Ất Mão, Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mão và Quý Mão. Rồi chúng ta mới vừa nghe vô Ất Mão không thấy cái tuổi Tân Mão mình đâu hết, chạy la lên thì thí dụ vậy rồi ha. Thì trở lại cái đầu xem cho cái năm mới của cái tuổi Mão trong năm Thìn ha. Thì thầy nói về cái tuổi thứ tự từ trên đến dưới hết. Chữ Ất ha. Đó. Ất Mão trước. Ất Mão thì sang năm bắt đầu là 50 tuổi nha. À 50 tuổi. Thì năm nay là cái tuổi Mão là cái tuổi là cũng là cái hạn gọi là hạn thay thế đó ha, 49. Thì nó cũng đã hết 49 rồi, thì qua cái tuổi 50. 50 đối với nam á là hạn thái dương ha, là ngon ha. Nữ thì thổ tú. Thì trong cái tuổi Mão thầy đã cũng kiểm tra rồi ha, những cái tuổi nam á thì sang năm á, nó được cái lộc. Cái lộc nó nằm ngay cái cung hạn của mình luôn. Ha, nó nằm ngay cung Dần luôn. À, ngay cung Dần luôn. Thì cái tuổi Ất Mão này sang năm á muốn được có cái lộc á là phải cái chân phải đi nha. Tại sang năm mà lộc mã nó giao trì được cái lộc từ buôn bán, được cái lộc từ may mắn, được cái lộc từ bước ra ngoài, mình đi nhưng cái mã là phải đi, cái chân phải đi mới có cái lộc, nhớ nha, thầy nói rồi. Mà tuổi Mão sang nó thì cái ngũ hành nó thì đương nhiên là thường thường là chúng là thủy, thủy thì đương nhiên gặp quả thì thủy quả nó khắc được, mình khắc sức được. Còn chữ giáp, giáp làm thì ất chịu, giáp làm thứ ba thì ất cho được ăn, được hưởng. Rồi sang năm thầy nói về cái tuổi nam, nam ất mũi. À, nam Ất Mão tốt, có tài, may mắn, nhưng muốn có tài là phải đi nha. Đó thì cũng chúc mừng cái tuổi nam Ất Mão. Rồi tuổi nữ Ất Mão, nữ Ất Mão thì
thì đương nhiên nó không bằng nha. Nó Ất Mão thì không bằng. Thì cái hạn của cái tuổi Ất Mão sang năm á, đối với nữ á, nó chỉ được cái may mắn thôi. Ví dụ trong một năm đó thì nó có được cái dịp may mắn, thí dụ như là nó được trong được có 3 tháng thôi. Ha, trong cái 3 tháng hoặc là 4 tháng được may mắn thôi. May mắn là gì? Là giống như mình làm một việc gì tự nhiên mình có một cái số tiền lớn. Ha, ai cho ai này ai kia hoặc mình làm cái gì đó. Ha, cái đồng tiền nó bất ngờ. Ha, cái may mắn rồi nó sẽ hết. À, nó sẽ hết. Thì ta nói như cái lọc may mắn rồi nó cũng hết, hết rồi có may mắn giống như mình xài hết tiền đó cạn xong. Thì cái lọc này nó chỉ là bất ngờ thôi. Ha, đối với nữ nha, nó không bằng nam nha. Đó, nam. Thì đương nhiên hạng nam mà hạng thái dương là bằng theo gì đó ha, bên sau thì nó là cũng tốt rồi đó ha. Nó là nam tại vì cái hạng sang năm là lọc nó nằm nó nhảy vô ngay cùng hạng mình luôn ha, lọc mã ha. Cọc mã. Nhưng mà cái chân thì phải đi nha. Chân đi thì nó mới tốt. Thì chúc mừng về cái tuổi nam Ất Mão ha, rồi thầy qua cái tuổi nữ Ất Mão ha. Nữ Ất Mão thì thường xem cái hạn thì thông báo là năm đó là cái tuổi nào có tài không có tài ha, là chúng ta xem thôi ha. Chứ còn chúng ta xem tỉ mỉ thì phải có ngày tháng ha. Xem tử vi nha, rồi có ngày tháng chúng ta mới xem tử vi chứ. Nhầm người nói thầy ơi, phải thầy phải nói rõ từng chi tiết nữa ha. Thì có phải có xem tử vi thì mới nói được ha. Đấy thì tắt cái nhạc chuông, cái nhạc chuông này. Rồi, chờ thầy một chút ha. Xin lỗi thầy cũng sẽ làm lại rồi thầy nói tiếp vào cái tuổi Ất Mão ha. Ý là Ất Mão xong rồi tuổi Đinh Mão. Đinh Mão thì năm nay cũng là năm tuổi 37 ha, sang năm là 38 tuổi. Thì 38 tuổi thì như thế nào ha? Thì đương nhiên thầy nói về cái tuổi nam. Nam Ất Mão trước ha. Nam Ất Mão trước. Thì sang năm là mạng là phúc đăng quả, gặp gọi là lưu trung quả, mình làm lưu trung quả ha. Mà tới năm mà gọi phúc đăng quả thì sao? Giáp với đinh. Thì đương nhiên cái quả của mình á thì nó cũng rất cần gọi là phúc đăng quả ha, nó chiếu nó chiếu làm cho lửa lò mình á, mà nó có cái ánh sáng, mà lửa lò mình nó mới chất gọi là dẫn để cho cái lò mình nó cháy sáng. Thì hai cái quả này nói chung cũng hợp với nhau ha. Nhưng mà thầy nói về nam ha. Nam sang năm đặc biệt là mã nó bị triệt rồi ha. Sang năm là cái tuổi nam Ất Mão có lộc, nhưng mà ta nói là thường bị sao, cái lộc nó hay tới môi mà không tới miệng. À, tại vì cái lộc này nó bị triệt rồi ha, rất là khó khăn. Thì cái tuổi này á, muốn được cái lộc thì phải rất là bền chí, phải rất là nhẫn nại, rất là phải chịu khó thì mới nhận được cái lộc gọi là may mắn của trời cho. Đó, là chúng ta làm ăn cái gì cũng vậy ha. Còn chỉ mà nóng nảy thì là hư việc hết. Thầy nói về nam tuổi gọi là Đinh Mão nha, mà sang năm nữa mà mã triệt vô cái hạn đối với cái tuổi mà Đinh Mão nữa thì chúng ta mã triệt là sao, là con ngựa què thì phải cẩn thận đi đứng ha, dễ tai nạn xe cộ chân tay đó ha. Bởi chúng ta khó tính được việc gì, lọc thấy trước mắt ha, nhưng mà rớ nó không được, rớ nó không tới. Chúng ta nói lọc cách đây giống như giống một cái tủ vàng bên đây nằm cái kiến mình thấy nhưng mà lấy không được gì đó. Thầy nói vậy đó ha. Thì đương nhiên muốn được lọc thì phải rất là bền chí, phải chịu khó ha, phải nhẫn nại. Nó thầy nói về cái nam tuổi Đinh Mão ha, tuổi Đinh Mão. Tại vì xong rồi 38 tuổi thì đối với cái tuổi này thì nam thì nó cũng bị gọi là sao thổ tú ha, nữ thì dân hớn ha. Thì đối với nữ nữ thì cũng vậy ha. Nữ thì sang năm thì thầy nói rồi ha, cái tuổi Mão nữ tháng năm thì cũng được cái may mắn ha, nó đỡ hơn là nam. À, hồi nãy là nam Ất Mão ngon hơn, giờ là nam Đinh Mão thì nó bị triệt rồi, ăn lọc thì nó khó hơn. À, thì muốn lọc được thì bành trí, còn đối với nữ thì được cái may mắn ha. May mắn là cái dịp ha, cái may mắn là thí dụ ta nói ví dụ tháng hai tháng bắt đầu tự nhiên có cái may lần,
chứ tao không nghĩ tới cái may mắn là may mắn suốt năm ha. Nó may cái may mắn rồi nó cũng sẽ qua. Ví dụ trong một tháng đó chúng ta được cái may mắn còn lần, cái chúng ta được số tiền lớn chúng ta ăn xài hết rồi, cái xong mốt cái chờ cái có cái may mắn nữa. Những cái may mắn này giống như là để giống như mà trời sung rụng vậy ha, giống như trời mà trời cứ mưa, nó qua một cơn mưa rào mình hứng được, mình uống cho nó đỡ khát ha, thì nói vậy ha. Nhưng mà nói chung là cũng có cái mai ha, cái mai rồi. Thì tóm lại hai cái tuổi gọi là đinh mão sang năm thì dạng gọi là nữ thì hạn cũng trung bình ha, nam thì hạn nó cũng được ha, nhưng mà phải cố gắng ha, chứ thầy nói là lọc cũng tới môi mà không tới miệng đó. À, chúng ta phải biết vấn đề đó, phải nhẫn nại, phải chịu đựng. Rồi ha, tới qua năm cái Kỷ Mão ha. Kỷ Mão thì đương cái tuổi 1999 đó ha, nam nữ luôn thầy xem luôn ha, thì mới có 26 tuổi thôi. 26 tuổi. Thì những cái tuổi này thì đa số đều là cũng mới hạn tâm tài mới vừa qua hết ha. Hạn mà gọi là thầy nói đó, hạn gọi là thái tế đó. Ha, thái tế. Thì nói về cái tuổi nam Kỷ Mão ha, thì ngon nha. Sang năm Kỷ Mão mà đối với nam á là ngon nha, lộc ngon á, thầy nói trước đó ha, lộc ngon thấy may mắn đó, hưởng được hai cái lộc luôn ha. Lộc này là gọi là cũng là lộc, gọi là lộc bất ngờ nha, làm việc mọi việc đều nó cũng là nó hạnh thông hết. Tại vì nam là hạn thấy âm mà ha, hạn thấy âm. À, còn nữ thì gọi là sao thái bạch ha, nam là sao thái âm. Thì nữ thì nó hơi xấu hơn ha, xấu hơn. Tại vì nữ thì cái hạn mà tại vì chữ chữ nó nhảy vô quá là cái tại vì cái tử mão á, đầu qua đại hao ha, xong hao phúc tài. Thì đối với nữ cẩn thận sang năm một là hao tài, cho thứ nhất là gì, có thể là sửa sửa sắc đẹp. À, Kỷ Mão là nữ á, nam thì nó tốt rồi nha, nam sang năm là ok lắm á. Nếu mà xem là nãy gì cái tuổi là nam được hai cái lộc ha, lộc một lộc chiếu mà lộc ấy nữa ha, lộc các phương nó chiếu về nữa ha, lộc có tự tìm đến mình nữa ha. Thì cũng nên xem nhiều là tuổi tuổi mão mà Kỷ Mão nó ngon ha, Kỷ Mão này nó ngon hơn tuổi gọi là Ất Mão nữa đó. Tuổi trong vậy là tất cả là tuổi mão, là tuổi Kỷ Mão ha, năm 26 tuổi là cực kỳ đẹp ha, hốt bạc nha. Thầy cũng xem kỹ đó. Mà trong hai cái tuổi mão thì nãy là cái tuổi gọi là Kỷ Mão này với Ất Mão là ok rồi ha. Kỷ Mão tốt hơn Ất Mão nữa. Lộc nó còn nhiều hơn nữa. Đó. Hạn thì thường thường ta nói thầy nói rồi ha. Thì những cái tuổi này nó không hưởng được thì những tuổi ha, trời đất nó xây đổi ha. Đó. Còn những cái hạn mình không có thì đương nhiên mình phải chịu đựng ha. Mình đừng có chờ chứ. Giống như chúng ta trời phát thì không phải xếp hàng ha, chờ đợi. Tới lượt mình. Còn mình cứ nhảy tới nhảy lui ha. Nhảy tới nhảy lui rồi lôi trôi ha, là đương nhiên là ta nói không. Chút hồi là không ai được sắp hàng đúng, cũng không dẫn được lọc đó. Chúng ta giống như vô bệnh viện, những nơi từ thiện, chúng ta phải xin lọc, phải cầm cái bát, chúng ta phải chờ. Chúng ta phải chờ đi tới lượt lượt, nó xoay mới tới mình. Rồi mình hưởng. Đó, xã hội thì nó không vậy, con người, trời đất, ông cũng công bằng, đừng có than trời, than đất. Đó, tới mình thì mình hưởng. Không tới thì mình sao? Mình phải chờ. Đó, rồi tới hạn bắt đầu là ông trời cũng lấy lại, ông thâu bát lại thì sao? Đó, mình phải chịu đựng nữa, ha. Đó, mình phải né. Lúc đó thì phải nên né đó ha. Có lộc xích đầu lộ diện ha, đưa bát cho người ta ha. Ha, có lận thêm cái bát to một chút ha. đừng lộc nhiều thì ok ha. Còn mà tới mà lúc người ta thâu bát thâu tiền lại thì đó ha. Muốn chạy trốn đâu thì chạy trốn, trốn là sao, trốn cho người ta khỏi thâu lại cái mình nó bởi người ta làm sao, cái vận may là người ta mới xích đầu lộ diện, người ta mới cầu quan cầu tài cầu lộc. Còn cái hạng xấu của mình là mình phải ẩn giấu. Đó thì người ta, người xưa, những người ta tu luyện, người ta đã giải cách cho mình là sao? Mình ẩn là sao? Núi thẳm, rừng sâu đi, câu cá, đi giải trí. Còn đối thời buổi như vậy là gì? Đó, mình nằm chờ thời, mình đi du lịch, mình đi rong riêu, đi đâu đó, mình chơi, ha, mình giải trí. Đó, là mình có, thí dụ, mình có mỗi cái thú vui gì đó thì mình tao nhã thì mình thư giãn. Ha. Đó, còn ai có căn tu thì chúng ta đi đọc kinh, ta niệm Phật. Đó, ta né tránh đi. Còn cái mình xích đầu lộ diện là ra rồi xong trời lấy là hết luôn á, phá sản mất mạng nó là như vậy đó. Đó, nhầm người lấy tài sản mất tài sản sao, tiếc quá, đau lòng quá ha, quậy dữ nữa rồi ông trời ông lấy mạng mình luôn, cho cái lọc lấy lại đây trả ở đây. Mà còn
mà còn dân giáo nữa, nó quậy dữ làm dữ rồi bắt giam lại luôn ha, cho đầu thai luôn đó. Là như vậy đó ha, chúng ta phải hiểu như vậy đó. Cái gì nó cũng trời đất đó, lập cũng ban, nhân loại của mình phải tới. Con người mình dưới đây thì có những người ham, có những cái tuổi nào nó cũng tham, chúng ta tham tới cái giận mà mình nhận được thì mình nhận. Mạng mình mạnh giống như mình tướng mình to con thì mình ăn nhiều á, ăn nhiều. Còn mình nhỏ con thì mình ăn ít, tới cái hạn đó thì mình cũng có lọc. Nhưng mà giờ giống như ta nói, giống như vườn trái cây vô mua vé vô thì bao ăn, không có mang về. Ai mạnh sức thì ăn nhiều, ai yếu sức thì ăn nhiều đó, tài danh mà ăn đã đi á, nhưng mà không được mang về. Nó là gì đó thì người mạnh lớn, mạnh lớn chí lớn gan lớn. Những người mạnh lớn là đương nhiên người ta ý chí ta mạnh mẽ lắm ha. Đó. Khi mà ta làm rất là mạnh mẽ, làm nên trò nên trống, chứ không phải ta làm cái việc mà lon con thì người ta giàu ha. Do cái mạnh người ta, mình đừng có trách người tại sao mình nghèo hơn người ta, tại mạnh mình nó không lớn ha. Rồi thầy trở lại tiếp. Giờ tuổi Kỷ Mão tốt ha, đối với là nam nha, còn nữ thì không được đẹp đó nha, nữ là đầu hoa đại hao đó. Còn những cái anh nào á, thầy nói ha, những cái tuổi mà Kỷ Mão sang năm, cái anh nào á mà mê gái là bị gái bòn cổ á, hiểu không? Còn đối với nữ á, thì cái hạn sang năm á, mê trai thì cũng bị gọi là lấy tiền cho trai. Còn đối với cái tuổi mà mạnh á ha, những cái mạnh mình tốt á, thì có thể là hạn sang năm đối với tuổi này cũng là hao tài cho sửa sắc đẹp ha. Thì hao thì theo như thầy á, muốn tánh hao đối với nữ đó, thì chúng ta nên sửa sắc đẹp đi ha. Mình xấu cái gì mình sửa nấy, mắt một mí thì cắt hai mí, mũi xẹp thì đương làm mũi cao á. Rồi thứ hai nữa, hàm răng không đẹp thì mình cũng làm hàm răng lại cho nó đẹp. Thứ ba nữa, chân mày mình xấu quá thì mình chậm lên cho nó tốt, thấy không? Người nữ thì đương nhiên qua cái giận này thì phải làm đẹp ha. Thầy cũng khuyến khích nên làm đẹp, cái gì nó ta cũng cái đẹp, cái đẹp đương nhiên người ta cũng cái xấu ai ta cũng chê. Tất cả từ cái vật gì, con gì, cây gì, cỏ gì, cái cây đẹp người ta cũng thích nhìn hoài, cái bông đẹp người ta cũng thích nhìn hoài, cái xấu rồi người ta thấy rồi chê, ta lắc đầu. Cái gì nó cũng vậy, con người nó vậy thì mình phải làm đẹp. Rồi thầy tóm lại là cái tuổi Kỷ Mão sang năm, nam là ok ha, tốt ha. Đi làm thì có thể là được thăng tiến ha. Đi buôn bán thì được, cũng được được tiền ha. Có may mắn lộc rất là nhiều ha. Còn đối với nữ thì chúng ta hơi bị hao. Rồi thầy vào cái tuổi rồi đó, Tân Mão. Tân Mão thì đương nhiên một cái tuổi nhỏ thì năm nay sang năm là 14 tuổi. Còn đối cái tuổi già thì đương nhiên là 74 tuổi ha. Tân Mão thì nó có hai cái tuổi. Cái tuổi một lục giúp qua lên thì cộng lên 14 với 60 thì nó ra 74. Hai cái tuổi này 14 với 17, 14. Đó, thì coi thầy coi nam nữ cái nào tốt xấu ha. Thầy đây cũng lấy một cái lá số là thầy nhẩm sơ là cho cái tam hợp chiếu đó. Đó, thầy này cũng xem lấy cái tử vi ra đó thầy xem đó, ha. Nhưng mà thầy xem này là xem chung thôi, cũng không riêng mỗi người ngày tháng khác nhau gì nó. Cái độ mà nó có tiền nó nhiều ít là khác nhau nữa, do cái tính mình đó. Có những người thầy nói giống như tuổi Kỷ Mão sang năm cái hạn tốt, nhưng mà cái mạng yếu quá ha, nhút nhát quá thì chúng ta được gì cũng không được gì đâu ha. Chúng ta được ít thôi ha. Nó không xấu nhưng mà tao cũng có lọc ít thôi. Chúng ta bảo thủ ha, có nhiều ăn nhiều như vậy, ai cho nhiều nhiều thì nó khả năng chúng ta thì tiêu thụ được cái lọc nhiêu đó thôi thì hưởng được nhiêu đó. Còn những người mạnh thì ta hưởng được nhiều. Rồi thì trở lại cái tuổi tới cái Tân Mão. Tân Mão thì đương nhiên nào lúc nào gọi là thầy nói là nam ha. Vậy là nam Tân Mão sang năm cũng cũng đẹp ha, cũng được. Vậy thì đương nhiên là cái tuổi Tân Mão sang năm á nó cũng giống vậy ha, nam nó tốt hơn nữ nha. Nam nó tốt hơn nữ nha. Nếu mà tuổi nhỏ thì nó hạn Thái Dương này ha, 14 tuổi Thái Dương nè. Nó từ cái sao Thái Dương nó lấy từ đây là thường thường tử vi nó có lọc rồi nó nhảy vô đây ha, thì nó cũng y chang đây ha. Thì tất cả sao đây là cũng đây. Cái này bản sao hạng này á, là nó cũng của trong cái phái đạo gia, của trong cái môn gọi là người Á Đông, của môn bói toán ra ha, chứ không phải là trong cái đạo Phật đâu nha. Đó, người trong đạo Phật là lấy cái trong đó đó,
chứ hồi xưa Phật Thích Ca nào không có giờ mà vấn đề mà coi sao hạng coi bói trong đây không có nha, chúng ta phải hiểu tu để sức thì nói vậy đó ha, tu để chúng ta gọi là để làm sao mình giải thoát, không có màng chuyện đời. Hồi xưa mà những người đi tu gọi là đi bỏ gia đình luôn, là không cho gia đình tới gặp nữa, tại như vậy đó, bỏ chuyện đời ha. Không còn gọi là ham sân si cái chuyện ngoài đời là bỏ hết, chứ không phải giống như giờ ha. Còn giờ chúng ta là thời buổi này cái đạo nó cũng gọi là làm sao, nó cũng theo thời đại nữa ha, theo thời đại nữa thì đương nhiên thì cái thời mặt pháp là nó như vậy. Tu bây giờ lúc nào cũng vậy đó ha, đối đáp với người này đối đáp người kia, người này nói vậy nói kia nói khác, đó là cái sao hạn này. Rồi tại vì sao người ta vì tâm linh tín ngưỡng quá ha, người ta vô nhờ thầy, rồi mấy ông thầy ổng bây giờ ổng cũng phải coi luôn ha, coi bói luôn ha, chứ mà muốn coi bói là không phải của trong chùa. Mình tu là mình đi tu, mình tiêu tu mình còn đi coi làm cái gì nữa ha. Đó đúng là như vậy ha, thì nói đây thì nó đúng ha, thì không trong người này đó, tại thầy không nói ai đúng đúng vậy ha. Môn bói toán là môn của những người đạo sĩ ngày xưa người ta ha, những người tu sĩ đạo sĩ thì đi bói dạo, ta bói dê quẻ, chúng ta đi ngoài đường đó ha. Cái môn bói toán này cái môn của những người thầy ăn mày đó, ăn mày đó chứ không phải đâu, tổ ăn mày đó, tổ cái lương đâu đó là cũng đó luôn ha, đó là cái tổ ăn mày chứ không phải là bên kia. Thầy đây thầy cũng nói rõ ha, cho chúng ta biết là xuất xứ từ đâu, từ cái sao hạn. Thì cái đó là trong như cái bản này giống như là thầy nói nó cô động lại, nó nói ở cái năm đó là cho vậy thôi ha, là giống như thầy nói giống như môn võ vậy đó. Những cái môn gọi là thiếu lâm thì nó từ đó cái nôi ra, xong rồi nó ra môn karate, môn nhu đạo, thục đạo gì đó, rồi ở bô vi nam gì đó, nó tách ra đó ha. Nó dùng những cái tuyệt chiêu kỹ xảo gọi là sao đơn giản chiêu thức ha, nhưng mà hiệu quả ha, nhưng mà nguồn gốc cũng từ đó. Thì thầy nói là giới thiệu rồi ha, thầy trả lại tuổi kỷ cái tân mão thì nam đương nhiên là cũng tốt ha, mà thầy nói là tuổi mão là sang năm thì đương nhiên nữ thì nó may mắn lắm, được có lộc là cái mai thôi ha, nhưng mà nó không bằng nam ha. Thì đương nhiên là 14 tuổi nữ thì nó vô là nó cũng là sao thổ tú rồi, nó cũng xấu rồi. Còn đối với 74 tuổi á, 74 tuổi á thì đối với cái tuổi mà nam á thì nó vô thổ tú hay dần hơn thì tuổi lớn tuổi hơi xấu nha. Tuổi nhỏ thì nó tốt. Tuổi nhỏ tốt, tuổi lớn này nó hơi xấu. Thì cái tuổi 74 tuổi này thì phải nên sức khỏe, nhất là nam á thì phải cẩn thận về cái chân đi nha. Còn thứ hai là nữ là cẩn thận về cái sức khỏe nha, dễ bị si nha. Đó. Sáng năm mà sức khỏe là si là bị kém là đau ốm. Còn tại vì cái tuổi nam á thì nó nằm ở cùng dần đây là mã, nó rớt vô đây mã bệnh, lẫn như đi nhiều quá đó, dễ cẩn thận về chân dễ bị té ngã. Đối với cái tuổi rồi là tân mão, còn nữ tân mão thì nó hao ha. Đó. Thì sang năm là tuổi mão này á thì nó hao nha. Hơi hao tài đó. Lớn tuổi thì sức khỏe, còn nhỏ tuổi thì hao tài sao? Sửa sạn ha. Sửa sạn giống như ta xin tiền này, xin tiền cha mẹ, áo quần xe cộ, xe xua, điện thoại, laptop, thí dụ thì nói gì đó. Đó là đối với cái nỗi tuổi mà tân mão, tuổi nhỏ 14 tuổi. Trời, thầy qua cái tuổi gọi là quý mão năm 62 tuổi như thế nào ha. Chữ quý thì lọc tò mở tí ha, chữ quý mão thì đã đỡ hơn nè, thì đối với nam rồi thì nói về quý mão ha, nam vẫn tốt ha, nhưng mà hạn sang năm á, là cẩn thận á. Đối với cái tuổi nam á thì đương nhiên là phải có lộc rồi đó ha, nhưng mà cẩn thận về sao dễ bị gọi là sao, có tiền bạc rồi phải cẩn thận về nha, dễ bị tiền bạc nha, có tiền rồi á là phải cẩn thận, dễ bị gọi là ta lừa dối, lừa lọc, ta gạt mình về tiền, thấy mình có tiền á, là đối với cái tuổi gọi là quý mão, ha, có lọc, mang tiền phải cẩn thận cũng vậy, gọi là bị trộm cướp nó cũng rình mò, nó giật dọc nữa nha. Và thứ hai nữa là người ta mượn tiền hoặc mà mình có tiền xong mình bảo lãnh cho ai là mình cũng dễ mang quại về tiền, đối với cái tuổi gọi là quý mão. Rồi thầy chúc cái tuổi quý mão sang năm là tốt ha, có tiền nha. À, nhưng mà có tiền thì nó hay quả sau lưng thôi ha, nhớ điều đó. Còn rồi thầy nói đối với cái nữ thì đối với cái tuổi nữ này sang năm thì vẫn cũng có lộc ha, vẫn có lộc, thầy cũng chúc mừng ha. Nãy là tất cả những cái tuổi mão thì mà tuổi mão này vẫn thường ha, quý mão này vẫn có lộc nha, có lộc, nhưng mà lộc nó không bằng nam nha, nam quý mão nó có lộc tốt hơn,
nhiều hơn, may mắn hơn là cái nữ quý mão lộc cũng được, nhưng mà nó hơi vất vả cực khổ một chút ha. Nhưng mà không sao, nhưng mà cái tuổi này cũng sang năm cũng hao tài nha, tới tuổi quý mão sang năm nó hơi hao tài đó. Thì đối với tuổi nhỏ nữa thì 2 tuổi ha, em bé thì 2 tuổi thì đương nhiên rồi ha. Chúng ta thì tuổi này thì mình cũng phải chăm sóc ha, ăn uống này nọ ha, nhất là tuổi nhỏ đó, nam á, nữa 2 tuổi cẩn thận về sông nước nha. Đó, tại vì sang năm là hạn nó cũng có lưu hà đó, nói về sông nước thì ẩm con đi đâu chơi lu hủ nhà thì nó cẩn thận ha, nó dễ bị té, dễ bị ngợp nước, dễ bị chết vì nước. Rồi, đó thì nói về cái tuổi nhỏ luôn. Rồi thì cũng tóm lại là cái tuổi Mão năm 2024 gọi là 24 ha. Đó, thầy cũng chúc mừng, thầy nói cũng rõ từng cái tuổi ha, chúng ta đón xem nha. Chứ đừng có mình cứ vô cái tuổi Mão cái mình vô nó ủa mình tuổi Mão, mình tuổi tự nhiên là tự Mão này mình kỷ Mão, cái ủa không không thấy. Cái hồi cái đinh Mão phải nghe từ trên hết xuống tới dưới thì nó Mão từng cái ha. Vô nó ừ này tuổi Mão, ông thầy này ông nói tuổi Ất Mão không? Ủa. Rồi mình sinh năm sinh năm 199 không có, cái chạy ra nó thầy ơi, thầy làm không có, thầy làm tuổi Mão này đó nha. Hãy đăng ký rồi các thầy giới thiệu ha, có hết nha. Đó. Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão, tất cả Mão đều có hết ha. Thì tách ra nó là từng cái tuổi Mão khác nhau, còn những người khác ta gộp chung là cái một cái tuổi Mão thôi ha, người ta không có nói mình Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão gì hết. Nó chúng ta thấy không, thầy nói là những cái tuổi Mão nhưng mà có những tuổi Mão lo tốt nhiều xấu không, có đúng ta đừng nó hộp tuổi Mão nó tốt hết, có tiền hết không. Đó, thầy nói đấy rõ ràng ha, có những cái tuổi Mão nhưng mà thường là nam nó ổn hơn nha. Trong đây tất cả những cái lộc thì thầy thấy là có cái tuổi Đinh Mão ha, nam á thì nó hơi bị rắc rối vấn đề gì cái vấn đề mà lộc thôi một chút thôi ha. Còn tất cả là tuổi Mão mà nam á, sang năm đều tốt ha. Còn Đinh Mão thì nó hơi bị cản tài đó. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại, chúc tuổi Mão một năm mới nhiều may mắn ha. Con mèo ha, hết hạn rồi ha, khách hạng thay tế rồi thì chúng ta bắt đầu là qua cái hạng tốt đó. Thì nãy là nói là những cái hạng là cái tuổi chúc mừng là cái tuổi sang năm ha, giống như sổ số vậy đó, Ất Mão, Kỷ Mão, nam nha, và Quý Mão là những cái tuổi đó tương đối ổn, tốt nhất là Kỷ Mão rồi tới Ất Mão và Quý Mão là những tuổi rất là đẹp về tài, Tân Mão thì cũng được ha, nhưng mà tuổi đó cũng già rồi. Giống như chúng ta cây thì nó già rồi, chúng ta cái sức gọi là sống và sức gọi là mà hút nước nữa nó cũng kém ha. Cây già nó cằn cỗi, nhựa nó cũng đã suy tàn rồi. Chúng ta già chúng ta đâu có ăn nhiều được ha. Già mà ta nói cái tuổi mà lớn quá mà ăn nhiều thì nó sức khỏe thì kém, ăn nhiều đó là quỷ ăn ha. Quỷ nó nhập vô nó ăn đó chứ không phải là mình ăn đâu. Rồi, thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại. Cái tuổi tiếp theo là cái tuổi thành làm rồi tháng tuổi Tỵ nha. Lần sau thầy nói là tuổi Tỵ, thì tuổi Tỵ thì nó có tất cả cũng năm cái Tỵ ha, nó thí dụ Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ. Rồi thì chung xin chào.